họ dùng một cái kim mà kim trọc quỹ, kim to, và luồn vào đó một cái kim nhỏ hơn, và họ cắt chỉ cái con sợi to lắm, 2 euro. Khi cắt rồi bỏ vào trong nồi sống đó, là chấm cái nào là họ sau đó rồi họ luộc họ hấp lại làm lại đó. Một cái trước khi chấm là họ cái Novocaine, cái để trong nồi sống cho giảm đau. Bắt đầu họ mới chấm vào, phải một lần chấm bộ mũi. Ở sống bẻ là vùng mố rồi hả? Sống bẻ ngay xưa học ở sống bẻ là thuộc do một. Là bệnh viện luôn hả? Bệnh viện luôn hả? Là bệnh viện giống đó, còn cái bệnh viện giống đó. Cái cơ sở thôi chứ không phải bệnh viện. Thì cơ sở chấm cửa. Ai hả? Bác sĩ mố hả? Bác sĩ Lê Hưng này, ông nhiều vị một cái nhóm. Dạ. Nhóm chấm cửa bên đó. Thì mình lên mình coi mình học. Dạ. Thì sau khi mà rồi á, thì sau đó mà có một cái trường hợp có bị Covid á, mà họ nghỉ. Dạ. Họ sợ quá nghỉ. Dạ. Thì sư về sư học cái phương pháp bên phía sư có cải tạo đấy. Dạ. Tất nhiên tôi cũng phương pháp cái chi nữa, mà sư dùng, sư mua một số chi. Sư chi mà mọc từ 2 euro, 3 euro, 1 euro. Dạ. Rồi bây giờ mình mua cái kim, loại kim á, kim nhựa á, chút một lần là mình bỏ. Dạ. Người nào chấm kim này, là mình dùng cái kim 21.5, dạ. 21.5, 21.5, dạ. Thì mình bỏ vừa lọt vị trí nó vô, chỉ 4 euro nó vô, dạ. thì mình dùng cái kim hoàng khiếu làm thông, dạ, nọc, dạ. Thì mình đẩy cái kim hoàng khiếu nó vô, mình đẩy chỉ nó vô, bắt chỉ nó vô, bắt đầu mình đưa vô chỉ. Thì thứ nhất á, là sư không cần dùng cái Novocaine này, dạ. Tại vì thì vô cả là hẳn cũng đau lắm, dạ. Thì diện tích nó ấy rồi, không cần, dạ, dùng này. Thì sư cái chỉ vô cái là sư dùng cái nó sẽ đẩy cái chỉ ra, mà dùng chỉ 4 euro. Do đó mà chưa ở đây sử dụng thì kim thì chỉ là hết. Và như vậy chấm xong đôi khi cả 10 mũi, 12 mũi mà bệnh nhân không đau. Không đau, tức là bệnh nhân họ chịu được. Dạ. Họ chịu được cái này. Và sau khi chấm rồi là họ về cùng. Chứ có trường hợp mà bị sưng tại nơi cái cỏ mà ít á.